là cái túng là phía sau theo cái đuôi xe của này đúng đúng không? Từ từ đây ra đến dài bao nhiêu chuyến? 20. Từ đây ra đến cái nhà luôn. Cái đủ á. Cái đủ á. Ý là mai mốt anh nói sai á chị, là mình nỉ người ta đo xét đi luôn. Để cho mình làm móng có hư nha người ta không? Không. Không. Ờ. Chống thấm. Mình xây sao rồi mình phải chịu thấm đó. Dạ. Mình xây sao rồi mình phải chịu thấm. Với lại là đang anh nói chỗ đóng tiền đường. Nói luôn đi, nó rõ ràng. Thế là chừng nào xây nhà thì đóng tiền đường, tại cái đường người ta đã làm. Này anh mới nói. Anh nói thẳng như vậy như vậy. Này mấy chị vô đây là chị Hè Chùm thành phố nha, đó. Chị đi bàn giao. Chẳng rồi thì mình cứ chia nhau thôi đúng không anh? Ờ, vậy là 5 lô. 4 lô. Nguyên tắc là anh thu tiền làm đường này á. Là người ờ. Anh không, ý là em nói vậy vui mà là, nói cho là hiểu là cái đường này là đường dừa này mới làm hết gần 1 tỷ này, là tất cả cái mặt tiền nhà đường này đóng tiền 2,5 triệu một lô 5 mét, còn cái đường bê tông ở ngoài chạy lên là đóng 1,5 triệu là 4 triệu tiền đường. Đường. Ừ. Nước máy thì em vô có hết mấy trăm ngàn thôi, tiền điện không biết. À, ở đây có nước máy luôn. Máy đi ngang. Nước máy tặng đây luôn chị, chỗ đây đúng không anh? 370 ngàn. Chỗ đây. Nói chung là cái đó là không có vấn đề. Nói chung điền với nước em điền với nước em vô tầm hết hơn triệu thôi. Thì mình kéo thì cũng hùng được, thì cái đó là điền bình thường. Còn nếu em về lấy xe nhà thì anh nhờ điền cho. Nhờ điền trong thời gian em nhờ điền làm nhà đó, xong em xuống hồ á, đường hồ xuống chắc xuống cột này. Cái cột này mới dừng này. Xét luôn. Mai mới đường hồ xuống đây luôn. Mình lên đăng ký xuống kéo luôn, chưa có nhà cũng kéo luôn. Kéo được mà, kéo được. Kéo luôn. Tại đất mình đất thổ cư. Phải sang phủ tên đó. Đấy thì cầm sổ đi. Đúng rồi, khi nào sang tên mình xong mình cầm cái sổ, cái căn cứ lên cái đó mình không có tốn gì hết trơn á. Lên đăng ký, người ta xuống người ta cấy cho mình luôn. Không cần phải qua dịch vụ hết. Nhà đây thì em mới xây lên móng là bán được rồi, không cần nữa. Nhà này mới xây được rồi, nhà bán được. Nhà đó vậy. Để bán đó. 900 mấy, cái lô cái tên là 900 mấy. Lô đó đất nông nghiệp chị. Không có thổ cư. Thổ cư không xây được đâu nha. Đúng rồi. Nó đeo cho xây. Không lên thôi. Ừ. Nhưng mà thời gian lên. Bây giờ thuế tăng rồi nha. Coi lại cái thuế. Có nghĩa là nó sẽ theo từng vùng á chị. Nó sẽ theo từng vùng. Ở đây vị trí 3. Vị trí 1, vị trí mấy, vị trí 2, vị trí 3. Nhưng mà năm nay nó đã tăng rồi. Chạy ra ngoài đó. Dạ. Chạy ra đầu đường này có một cái đầu đường đó. Ngay đường này. Đi luôn. Anh dẫn đường này anh. Giờ mình đi ra quán cà phê nha mọi người. Mình bán đất á, mà mình đóng cái thuế phi nông nghiệp á. Ví dụ như mình chưa đóng á, mình công chứng được không hay phải đóng xong? À, cho một ca ít đường thôi ạ. À. Em không muốn đường đâu nha. Em cũng không, mình không đường. Cho em nguyên trái thôi, em không đường để vô lên ra cho em. Để có cái trái uống luôn á, khỏi chặt ruột một cá. Rồi, lấy cho nó uống nguyên trái. Không cho mấy cái người đẹp này, cho mấy bà này uống dừa nguyên chất để cho nó đẹp da. Sinh khí. Tại vì là không để cho nó mảnh cái đô lên. Anh coi cho mẹ mấy chơi anh. Ý? Anh coi cho mẹ mấy. Coi gì? Ngày á. Không được ngày thôi, nhưng mà tầm thứ ba thứ tư là công chứng. À, qua để con này, qua tuần thì thứ ba thứ tư là ngày 2, em cứ chốt ngày 24 đi. Lấy trong vòng 10 ngày thì nó dễ. 10 ngày là thứ tư là tới chưa? Dễ. Cứ để 10 ngày đi. 10 ngày đến 25. Hẹn lại. Ừ. 10 ngày đến 25 tháng 10. Mà chốt là đúng thứ ba mới bán. Cái đó là bớt rồi. Hỏi mấy đứa cho đúng thứ ba mới bán. Thời gian thanh toán em ghi 10 ngày. Được rồi. Hôm nay là ngày nhiều anh. Mai hả? Nay là 16 tháng 10. Tại ngày 6 thì nó dở. Cái mặt tiền đường cái gì đó. Đầu đường không đúng được. Ở dưới đó là nó. Đó. Hả? Hả? Nó đối diện với cái đường mà không. 15 là đường này. Cái này là không đường đúng không? Dạ đây này cho hơn 16 người 15. Hơn 16. Đi xuống nữa là cái con đường Long Chiến. Không phải Long Chiến, tức là đi thẳng xuống Lavender rồi băng ngang qua là cái đường. Đường Đông Binh. À ông Binh cũng mặt. Đường đó cái mặt thì đường đó thế thổ cư nhiều mét nữa không? Mặt tiền nó cũng giống đây thôi, có nghĩa là vị trí 2 là 3, vị trí 2 là 3 triệu 2 mét. Chị nghe tăng nó có tăng không? Vị trí 1 có đường 8 là 7 triệu rưỡi mét này.
Vị trí 2 là 3 triệu rưỡi mét. Vị trí 3 là 2 triệu 3 hay được 8 gì? Bóp này là không có mất đồ được nè. Khó mồi. Khó mồi lắm. Cho 29. Cái mình giữ 19. Em gỡ từ cái khác ra trước. Đây, anh uống đây, anh uống đây. Không, anh uống được, anh uống cái gì khác không? Ủa chị làm đá hết luôn rồi hả? Đá hết rồi. Ủa em kêu nước chưa? Vậy hên là đá lỡ rồi mang ra luôn đi. Đây, nè em uống em. Chị uống đá. Gạt đá ra đi, gạt đá ra. Một, hai, bỏ đá ra cũng được. Chị lấy cái ca lọc ra, lọc ra. Một ca thiếu coi như là... Hết rửa rồi. Chị cho em cái gì mà không có đá là được. Không có đá được không? Chị nấu nước suối. Suối đi được. Thôi em uống cái này cho nó. Chị uống uống đá cho đẹp, cho đẹp nha. Uống đá, uống người nè. Được 5 trái thôi. Gạt đá ra, lấy cho em con cho nó suối không lạnh. Suối, không lạnh là chị uống không đây. Chứ dài cờ chị đem ra đâu vậy? Để chị đem ra đây. Chị uống đá luôn. Tao xin cái ống hút luôn. Bữa nói với anh chàng Dũng là 1 tỷ 3 chốt á, là cái giá này là bớt rồi, còn bớt gì nữa. Thu về 1 tỷ 3 chành cuối cùng là... Cái đó là chốt á. Đầu tư đất ăn viện với chị. Hả? Đầu tư đất ăn viện. Giờ tiền nó đang hơi bị... hơi bị xẹp à. Nhà đầu tư giờ úi đuối hết rồi. Em còn 20 chưa ra được. Anh em ơi, từ là giá gốc nha. Giá đầu tư nha, chứ không phải là giá ngoài tay nha. Cái căn cước của anh được bao nhiêu? Em mới ra được bao nhiêu? Căn cước của anh là thành phố Thủ Đức, nhưng mà đất đẹp, đất đẹp lắm, cặp khu công nghiệp luôn. An Viễn thì đẹp mà nó làm như lavender vậy đó, y như miền Đông vậy đó. An Viễn thì nó làm khu quy hoạch để ấy mà. Nên từ đất khu, đất của dân hay đất của dự án? Đất dân, em tự mua từ tấp nè. Của dân thì bình thường. Em tự mua từ tấp mà. Đất nó đất. An Viễn nó làm y như lavender vậy đẹp. Đất nó khu dự án thì nó mới làm hạ tầng đẹp, còn đất ở dân ngoài nó bình thường. Em tự mua từ tấp mà. Bên mua chịu. Bên mua từ làm sổ bên mua mà à xong ghi bên ai trước, bên bán trước tự ghi bên mua trước, làm sổ okay, làm đi. Sổ đóng thuế ghi vô rõ ràng. Trời chị ơi em đã đói rồi là rồi à. Không phải em giấy tờ phải rõ ràng. Em này nhìn thoải mái. Có nghĩa là khi bà đã nói sao là làm vậy thì chứ không phải là mà nó hay nấy đâu. Giấy tờ mình đúng là mình tư bây giờ là sổ, bây giờ chị bán cho buôn sổ, ok buôn sổ công chứng chị trả tiền rồi sổ em tự làm. Đúng rồi. Có nghĩa là nói sao em làm vậy chứ không phải dân đầu tư bất động sản đây rồi. Lại đóng thuế phi nông nghiệp nha, ghi luôn á. Nhưng mà tốt nhất ghi phải ghi giá rõ ràng. Thì có thể là lỗi em thì cứ ghi, nhưng mà em là thoải mái đó. Cứ đây là đã nói sao là làm vậy thôi. Trong thế nông nghiệp và phi nông nghiệp anh? Phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. Nói chung là mình chỉ chịu phí làm sổ thôi. Còn ngoài cái những cái phí khác thì chị chịu. Còn cái làm đường nữa sau này có ấy thì mình trả thanh toán tiền làm đường, không vấn đề gì hết. Là xong. Em xây bán đúng không? Bán thì em cứ xây đi để bán. Nói chung dành nhau bán. Này là trường trường. Chị chụp hết chứng minh chưa chạy số, chụp hết chưa để gửi bên phòng chứng. Đi qua nhà anh mà không hú anh lấy cho em chặn lại là không đi được đâu. Sao mà em gửi phòng công chứng luôn. Giờ chạy vui, chị he nữa. Tôi vẫn còn đứng tên, xong giờ chị bán là lại là tôi đi ấy gì mà. Chị mình biết rồi, đó là tôi bán mấy năm rồi. Có làm lắm. Trước hai chị em chốt hai lần một rồi đã. À đó, hồi xưa tôi cũng mua. Anh này có giờ chưa anh? Nếu mà mai muốn có giờ là giờ xuống rồi. Đúng rồi. Giờ phải đi ký đó. Chị nào đi ký đi thì chị nào mà không thì làm giấy độc thân đi. Chồng không nữa sao được. Tâm phải người ta có vợ an quen. Ý là nếu mà vợ kẹt công việc gì đó là hay là đi xa đó. Xa là giá độc thân được. Tao bị quyền. Chết rồi. Quyền thì được. Tự nhiên là biết không có. Không muốn xả. Bây giờ bà xin bà giữ quyền sao để bà khẩu đi đó. À vậy hả? Ủy quyền cho anh đi ký này nè. Đúng rồi. Anh ra phòng công chứng ở trên xe anh đã làm được. Ủy quyền là độc thân đó. Làm
quyền. Rồi rồi, ok, vậy để nó bạn hỏi đi, để nó đi nó nhà. Ra ngay vậy thôi. Đó. Phòng chứng này với anh á, phòng chứng nào cũng được. Ủy quyền để tôi đi ký mình. Là được. Đúng rồi, ok. Mất công mà đi thôi. Rồi ok, ok. Chiều về anh họp sáng mai được, ra cầm phải có sổ. Cầm ra. Sổ căn cước. Căn cước này giờ tích hợp với tất cả. Đó, em ra thì phòng chứng làm cho anh là giấy ủy quyền. Hồi lúc em đi Đắk Lắk thằng này mua đất cho em thì em đâu biết đất chỗ nào đâu. Không biết chỗ nào mà bán lời mới hay vô ghê thiệt. Nó quay video xong cái em mua luôn. Em lên công chứng. Sao em nói chuyện tức nó dễ dàng. Nó nửa đêm 11 giờ điện thoại em. Chị ơi chuyển tiền cọc nó chuyện gì 11 giờ đêm cho nội. Cũng chuyển quá cho nó. Phải mình đặt mắt đeo mà lo nghe. Em là chuyên nói chung là đó. Mình làm ăn phải tin tưởng nhau mới làm được. Chị em làm mới chuyến. Mình đâu có đi vào đất đâu. Em đi mua Đắk Lắk như đó em cũng có coi đây, em chứ mang tiền lên em không chứng mà em không có. Em làm có chuyến từ hồi 2017. Anh vậy nè, anh em làm với nhau phải tin nhau. Em làm có chuyến từ 2017 á. Thằng này nó bây giờ là anh nói rõ luôn như hồi này đó. Có nghĩa là em mua thì thuế là bên em làm, phiếu chứng bên em trả, bên chủ chịu phiếu chứng. Còn thuế em làm phổi bao nhiêu thì em đóng. Còn cái tiền đất phi nông nghiệp á, là hôm sau phiếu công chứng thì lên xã hỏi có. Đây bên đây đóng. Nếu có bên này đóng. Không có thì mình khai từ ban đầu là sau này từ năm 2024 lên là bên sau này bên này tự đóng thôi. 5 mét 5 ngàn, 2 mét 5 ngàn. Phí nông nghiệp phải trả bao nhiêu? Còn cái tiền đường ở đây thì anh nói là cái đường bên trong này. Đường này này. Từ ngoài kia chạy vô đấy á, là tất cả đây là đều dân làm hết, không có nhà nước. Còn cái đường nhựa mới làm đó là của nhà nước và dân. Hiểu không nào? Thì 2,5 triệu, cái đó 2,5 triệu, cái này 1,5 triệu là 4 triệu. Nếu em đầu tư á thì em phải. Tại vì em làm là em phải. Ai hết nhà là người đó đóng. Đúng rồi, trong cái thời gian em làm là xe em vận chuyển nhiều á, xe tải chạy vật tư á, thì nó đường nó sẽ hư nát, thành ra anh phải thu cái đó để sau này anh bảo dưỡng đường cho không có phải. Có người làm đường. Với cái này thu, với cái này thu để nộp cho nhà nước nữa, không phải là thu để cho mình. Ở đây là dân bỏ 100% này, không có nhà nước này. Nhà này. Cứ nhà 5-6 triệu không á. Không ít đâu. Đúng rồi, lúc trước bên kia cũng hùng hết mấy triệu đó. Còn cái đường nhựa đó em nói thẳng một câu luôn, nếu như em không làm đường đó, từ đó làm về đường này, không người ta vô đất, mua đất không dám mua luôn á. Đúng rồi. Tại không phải đường. Xấu lắm đường mà nó dơ, tôi biết mà. Nó tại cái em nó còn cái video của quay cái đường trước kia cho làm lên này, nhìn cho nhìn cái hết hồn luôn á. Lúc trước tôi mua là còn nếu cứ xỏ do 10 đúng không chị? Những cái khe vậy đó. Rồi qua tầng tầng thứ 3 thứ 4 công chứng. À, để hỏi lại phòng công chứng coi cái vụ mà chưa đóng thuế có công chứng được không á nha, để mất công tới không, đó. Không, chị đi giờ chị biểu anh đi lên đăng ký đóng luôn đi. Đăng ký rồi. Nhưng mà không có ai ở đó kìa. Mới lên rồi. Ủa, có nghĩa là có. Có nghĩa là lô đất đó có báo thuế mới thu mới đóng được, không báo thuế là không là không ấy. Đất này có đóng. Đóng báo thuế thì đóng, báo thuế thì mình khai từ ban đầu. Không mới đây số mà. Còn này đang đứng tên chỗ này luôn. Trong ba. Anh em hay bị gì hả? À vậy đó đóng hai anh em á. Chị Hà phải ký vô lâu lắm rồi, chị không ký nó không có phong thủy đâu. Thiệt. Ký để ký liên tục hả? Ừ, ký vô đi chị. Cho ký vui. Không sợ gì đâu. Thì cho vui chứ. Nó ngán gì đâu. Ký vô hết lanh tay cho nó đó cho nó hợp phong thủy. Trời sao rồi. Mình đỏ dữ. Đỏ chét luôn á. Em dí sát quá. Dí quá. Nước rồi. Để hả xin. Nghe được 2 triệu bạc bắt tao làm chứng trời. Đi qua tới bên người mua luôn nè, cửa đi mua nè. Đó, ghê không? Ghê quá. Liền luôn. Rồi lên vô chị. Là 25 triệu. Tìm đắt cho chị lên. 25 triệu là một mình có thể là... Anh mua đắt nữa không anh? Chập giỡn á, chứ có chị bà beo hết rồi. Đây là anh ở Sài Gòn xuống nha. Chụp hình lại bên Hà. Chị Hà ghi vô đó là tiền...